Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn hai con giáp xui xẻo nhất trong tháng 12 âm lịch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chia buồn với những con giáp có tên dưới đây, bởi ngày Giáng sinh sẽ là ngày mà các bạn gặp vận đen như than. Như vậy là chúng ta đã bước vào tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm 2022 nhâm dần. Thời điểm cuối năm vốn được coi là dịp để chúng ta hoàn thành nốt những mục tiêu còn đang dang dở của năm, là dịp để gia đình, bạn bè đoàn tụ sum vầy với không khí đầm ấm và hạnh phúc. Thế nhưng trong tháng 12 âm lịch này sẽ có những con giáp bị vận đen bủa vây, làm việc gì cũng không được thuận lợi và như ý. Công việc thì trục trặc, tình duyên thì đổ vỡ. Nhiều người có khả năng cao bị đồng nghiệp chơi xấu sau lưng hay bị cấp trên trách mắng. Người thì lại bị mất tiền, mất của. Vì thế trong tháng này, bạn làm gì cũng phải tuyệt đối cẩn trọng, đặc biệt là trong chuyện giao dịch, làm ăn, buôn bán. Trong các mối quan hệ xung quanh thì cần kiềm chế cảm xúc để tránh ra xung đột, mâu thuẫn. Con giáp xui xẻo đầu tiên trong tháng 12 âm lịch là những người tuổi Mùi. Lâm vào cục diện Sửu Mùi tương xung, vậy nên vận trình của người tuổi Mùi trong tháng cuối cùng này vô cùng lâm ly bi đát. Trong tháng quý Sửu, người tuổi Mùi chịu nhiều tác động của hung tinh nên vận khí giảm mạnh. Nhiều mối lo toan ngổn ngang khiến tinh thần của bản mệnh cũng bị đè nén và căng thẳng. Nhưng trong khó khăn lại cũng là cơ hội để thử thách ý chí, sự nhẫn nại của bạn. Đúng như câu nói, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Bị cục diện tương xung án ngữ, con giáp này gặp khó khăn đến từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Nguyên nhân khách quan nằm ở việc điềm báo có tiểu nhân quấy phá, đối thủ cạnh tranh, làm việc gì cũng khó bề suôn sẻ, công sức bỏ ra nhiều nhưng có thể trở thành công dã tràng. Nguyên nhân chủ quan có thể do bạn còn thiếu đi sự quyết tâm, làm việc hay bỏ dở giữa chừng, cần thêm sự kiên định mới mong thành công. Cận kề Tết Nguyên đán nhưng bạn chưa có dấu hiệu được nhàn thân, vất vả từ đầu tháng tới cuối tháng. Phương diện tài chính cũng gặp nhiều bất lợi do có đại hao hung tinh, chủ về hao tài chiếu mệnh. Bạn cần phải thắt lưng buộc bụng, tính toán thận trọng hơn mới có thể giữ tiền trong túi. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ do bị tiểu nhân chơi xấu. Bản mệnh dễ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Trong tháng 12 năm 2022 âm lịch này, người độc thân vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh và vì suy nghĩ không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên bạn cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng. Các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, thậm chí là đổ vỡ. Thêm nữa, sức khỏe dù không mắc bệnh gì nghiêm trọng nhưng do vận khí sa sút, khả năng bị ngã, bị thương do va đập, cọ sát của con giáp này khá là cao. Đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ cho sức khỏe tốt, vừa không mất tiền đi viện. Phương diện sự nghiệp của con giáp này đứng trước rất nhiều thử thách do vận khí sụt giảm, nhiều hung tinh xung chiếu. Chịu tác động mạnh mẽ của tương xung thái tuế, công việc của tuổi Mùi liên tục xảy ra những trục trặc không tên. Có những việc vốn đã làm quen tay, nay cũng xuất hiện sai số bất ngờ. Áp lực tinh thần của con giáp này cũng ngày một lớn. Dù nguyên nhân khách quan là chủ yếu nhưng cũng không thể không kể đến những vấn đề xuất phát từ chính con giáp này khiến mọi chuyện càng trở nên rối ren và bế tắc. Điềm báo bạn có thể đụng độ tiểu nhân hoặc loay hoay tìm ra cách để không bị đối thủ cạnh tranh vượt mặt. Hàng loạt các thách thức cùng lúc khiến bản mệnh làm việc gì cũng khó bề suôn sẻ. Công sức bỏ ra nhiều nhưng có thể trở thành công dã tràng. Nguyên nhân chủ quan có thể nằm ở thái độ làm việc có phần cứng nhắc, thiếu đi sự linh hoạt của bạn. Hơn nữa, Mùi còn thiếu sự quyết tâm, làm việc hay bỏ dở giữa chừng. Cận kề Tết Nguyên đán nhưng bạn chưa có dấu hiệu được nhàn thân, vất vả từ đầu tháng tới cuối tháng. Tháng này còn có thêm Nguyệt lệnh Lâm Mộ ở Mùi tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có thể biến động theo chiều hướng tiêu cực nếu Mùi Thổ vẫn cứ giữ thái độ bảo thủ, không chịu nghe lời khuyên nhủ của người khác hoặc làm việc độc lập, đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Muốn làm việc lớn chỉ dựa vào sức mình thôi là chưa đủ, bạn cần hòa mình với tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh. Nhiều mối lo toan ngổn ngang khiến tinh thần bản mệnh cũng bị đè nén và căng thẳng. Những chú dê sẽ phải làm việc thật tất bật gấp nhiều lần so với thời gian trước đó thì may ra kết quả mới khả quan. Còn nếu mà lười nhác, chủ quan thì chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại.
Và để hóa giải vận đen, chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên, con giáp xui xẻo tiếp theo là những người tuổi Tuất. Trong tháng 12 âm lịch tháng Quý Sửu này, xét về mối quan hệ thiên can địa chi, Sửu gặp Tuất là quả tú, hơn nữa Tuất và Sửu lâm vào cục diện tương hình. Vậy nên những người tuổi Tuất cũng là một trong những con giáp vô cùng bất lợi trong tháng 12 âm lịch. Xuất hiện cục diện tương hình thái tuế khiến Tuất gặp nhiều vướng mắc trong công việc, chủ yếu do tư tưởng bế tắc, thiếu tin tưởng vào bản thân gây ra. Bạn có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên. Dù vậy, đây cũng không phải thời điểm thích hợp để nhảy việc, kẻo gây hao hụt tiền bạc và mất uy tín. Tháng này còn có nguyệt lệnh lâm suy, không chỉ công danh tài lộc bị ảnh hưởng, mà phương diện sức khỏe của bạn cũng có dấu hiệu sa sút. Sức lực hư hao, thể trạng uể oải sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày. May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng biến mất nếu bản mệnh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể thao hợp lý. Người tuổi Tuất được dự báo đương đầu với khá nhiều sóng gió trong tháng tương hình án ngữ. Người làm văn phòng dường như luôn làm không hết việc, người kinh doanh thì chạy vạy khổ sở bên ngoài. Ở vào thời điểm cận kề năm mới, đáng lẽ mọi việc cần phải được gấp rút hoàn thiện để có thể yên tâm đón Tết. Nhưng Tuất vẫn phải nhiều phen lao đao khi công việc có dấu hiệu trì trệ và tiến độ chậm trễ. Lại thêm nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh khó có thể thực hiện công việc theo đúng kế hoạch đặt ra ban đầu. Mọi việc dần đi chệch khỏi tầm kiểm soát của tuổi Tuất, trạng thái tinh thần của bạn cũng trở nên sốt ruột và căng thẳng. Một khi tư tưởng rơi vào bế tắc, con giáp này cũng ngày càng thiếu tin tưởng vào bản thân, chẳng còn tâm trí để tập trung vào công việc. Đáng lẽ phải tìm cách khắc phục khó khăn để chuyển nguy thành an thì lại có dấu hiệu bỏ bê, chán trường. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn. Việc dồn việc, rắc rối, chồng chất, tinh thần càng thêm chán trường. Chẳng những vậy, bạn có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên khi các ý kiến đưa ra thường vấp phải sự phản đối hoặc nghi ngờ của tập thể. Bởi sự tự tin, kiêu ngạo từ những công việc trước khiến con giáp này mất điểm với những người xung quanh. Có những thời điểm, tuổi Tuất quá dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đã có, mày ngủ quên trên chiến thắng mà bạn đã phải lơ là nhiệm vụ, tinh thần chiến đấu bị phủ bụi. Những điều này chủ yếu xuất hiện ở những người làm công ăn lương, quan chức hoặc là làm văn phòng. Dù vậy, đây cũng không phải thời điểm thích hợp để nhảy việc. Thời điểm cuối năm bạn nên hài lòng với những thứ ở hiện tại, kẻo gây hao hụt tiền bạc và mất uy tín. Và để hóa giải vận đen, chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa tìm ra và chia sẻ cho quý vị hai con giáp xui xẻo nhất trong tháng 12 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!